Lý do không nên mua iPhone bản 128GB, chỉ các thiết bị có bộ nhớ 256GB trở lên mới sử dụng được tính năng quay rau re 4K trên các thế hệ iPhone mới. iPhone hỗ trợ quay video ở định dạng video HEVC hoặc H264, định dạng HEVC có lợi thế kích thước tẹp nhỏ hơn, tiết kiệm dung lượng bộ nhớ, H264 lớn hơn nhưng đổi lại được hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng và nền tảng hơn. Trong menu cài đặt máy ảnh iPhone, có một định dạng thứ ba được gọi là Apple RAW, quay video với màu sắc đẹp hơn và hình ảnh sắc nét hơn. Tuy nhiên, kích thước video ở định dạng Apple RAW có thể lớn hơn tới 30 lần so với HEVC, chiếm nhiều dung lượng lưu trữ iCloud và điện thoại. Kích thước đẹp lớn hơn là một sự đánh đổi có thể chấp nhận được đối với những người muốn tối ưu chất lượng video. Ngoài ra, video quay ở chế độ này có thể được chỉnh sửa nhiều hơn so với các định dạng khác. Chế độ RAW chỉ dành cho iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro hoặc 14 Pro Max đã cập nhật lên iOS 15.1 trở lên để có thể sử dụng RAW. Người dùng vào phần cài đặt máy ảnh, định dạng, kéo xuống và chọn Apple RAW dưới phần quay video. Tiếp theo, cần cài đặt ứng dụng máy ảnh để chuyển sang chế độ quay video RAW. Người dùng mở ứng dụng máy ảnh, chuyển sang video, sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên ở phía trên màn hình để mở tab tùy chọn, sau đó nhấn vào nút RAW. Khi đã ở trong chế độ RAW, người dùng có thể thay đổi độ phân giải và FPS hay số khung hình trên giây của video. Đây cũng là điểm thể hiện ưu thế của thiết bị có bộ nhớ trong 256GB trở lên. Các mẫu iPhone dung lượng 256GB, 512GB và 1TB có thể quay 30fps ở độ phân giải 4K hoặc 60fps ở độ phân giải 1080 phút. Trong khi đó, iPhone 128GB chỉ có thể quay RAW 30fps ở độ phân giải 1080 phút. Lưu ý, thiết bị cần chống ít nhất 10% dung lượng bộ nhớ để quay RAW. Ứng dụng máy ảnh trên iPhone sẽ tự động xóa bộ nhớ tạm khi quay ở chế độ RAW nếu dung lượng chống trên thiết bị giảm xuống dưới mức cần thiết để lưu 5 phút video. Nhưng cách này cũng không giúp tiết kiệm nhiều dung lượng, vì vậy để quay RAW ổn định, người dùng cần xóa video các video RAW dung lượng cao lưu trên thiết bị hoặc chuyển video sang một thiết bị lưu trữ khác. Ngoài ra, RAW chỉ hoạt động ở chế độ video của ứng dụng máy ảnh. Các chế độ khác như điện ảnh, chuyển động chậm hoặc tua nhanh thời gian không được hỗ trợ RAW.